Kính chào quý khán giả và quý bà con, Khánh Tường và Ánh Nguyệt rất vui được gặp lại quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Với những thông tin đáng chú ý liên quan đến việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, những mô hình hay trong sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó còn là cập nhật về thông tin thị trường, giá cả sản xuất nông sản trong nước đáng chú ý. Xin mời quý vị và quý bà con cùng tiếp tục đồng hành với 365 ngày chuyển động hôm nay. Lâm Đồng phát triển diện tích canh tác rau củ quả lên gần 67.500 hectare, sản lượng gần 2,5 triệu tấn. Trên 200 cơ sở ươm cây giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang sản xuất khoảng 30 triệu cây giống in vitro và trên 2 tỷ cây giống rau hoa các loại. Chuyện lạ, nhà vườn trồng cây ăn trái giữ cỏ để làm nông nghiệp bền vững. Lâm Đồng tăng cường phối hợp, đẩy mạnh thu gom rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Thưa quý vị và bà con, mở đầu chương trình như thường lệ sẽ là một số thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp được ghi nhận từ Lâm Đồng. Quý bà con thân mến, hiện nay diện tích canh tác rau củ quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 67.500 hectare, sản lượng gần 2,5 triệu tấn. Ngoài một số địa phương trồng rau chủ lực từ nhiều thập niên qua, gồm thành phố Đà Lạt, các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, thì bà con nông dân ở nhiều địa bàn khác trong tỉnh cũng đã từng bước đầu tư trồng rau theo hướng công nghệ cao. Theo đánh giá của ngành chức năng, những diện tích rau củ quả được mở rộng thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chủ yếu được chuyển đổi từ một số vùng đất trồng cây hàng năm như lúa một vụ và cây lâu năm kém hiệu quả. Hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất nói trên đã giúp nhiều nông hộ cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống. Thông qua việc triển khai các dự án và các hoạt động nông nghiệp hướng về cơ sở, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, xây dựng các mô hình mẫu và tạo điều kiện cho bà con nông dân tham quan, học tập kinh nghiệm. Quý vị thân mến, Lâm Đồng là địa phương có thế mạnh về canh tác nông nghiệp, nhất là nông nghiệp được đầu tư theo hướng công nghệ cao. Để giúp bà con nông dân chủ động mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường, nhất là trên lĩnh vực canh tác rau hoa, đầu tư sản xuất cây giống đã được ưu tiên triển khai. Theo đó, bình quân mỗi năm, trên 200 cơ sở ươm cây giống trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sản xuất khoảng 30 triệu cây giống in vitro và trên 2 tỷ cây giống rau hoa các loại. Bên cạnh những lô cây giống cung ứng cho nhà nông sản xuất phục vụ thị trường nội địa, thì việc sử dụng giống có bản quyền đã được tỉnh Lâm Đồng mở rộng diện tích và chủng loại. Thống kê hàng năm, tỉnh Lâm Đồng đã nhập khoảng 60 giống rau hoa các loại, với số lượng giống có bản quyền chiếm khoảng 75% trên nhóm cây công nghiệp và cây ăn quả. Tỷ lệ sử dụng cây giống ghép đạt khoảng 60-70%. Việc sử dụng nguồn giống chất lượng nói trên đã hỗ trợ bà con nông dân tái canh, trồng mới nhiều diện tích cây công nghiệp dài ngày hiệu quả cho năng suất ổn định. Nhằm giúp bà con nông dân chủ động phòng trừ dịch bệnh cho đàn vật nuôi, bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã tiếp tục hỗ trợ nhà nông vaccine tiêm phòng và hóa chất khử trùng. Đến nay, chỉ tính trong tháng 4 vừa qua, 100 lít hóa chất đã được hỗ trợ để bà con nông dân vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp Lâm Đồng cũng đã hoàn tất thủ tục để mua 331.000 liều vaccine dịch tả lợn, 331.000 liều vaccine kép nhị liên, 153.900 liều vaccine tụ huyết trùng trâu bò và 240.300 liều vaccine cúm gia cầm để chuẩn bị cho công tác tiêm phòng năm 2019 trên đàn vật nuôi. Chuyện lạ, nhà vườn trồng cây ăn trái giữ cỏ để làm nông nghiệp bền vững. Lâm Đồng tăng cường phối hợp, đẩy mạnh thu gom rác thải từ thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay xin chia sẻ với quý bà con những thông tin đáng chú ý liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân nhiều địa phương trên cả nước. Quý bà con thân mến, do nguồn cung khan hiếm, mấy ngày qua tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, thương lái đến tận ruộng mua mão cả công sắn chứ không tính ký như trước đây và bao luôn cả chi phí vận chuyển, tiền thuê nhân công thu hoạch. Với mỗi công sắn, thương lái ra giá 30 triệu đồng, bao luôn tiền công vận chuyển, tiền thuê nhân công thu hoạch. Nhờ đó, lợi nhuận của nông dân tăng cao đến 15 triệu đồng trên một công. Nông dân rất phấn khởi sau nhiều năm thua lỗ nặng. Theo người trồng sắn, giá củ sắn hiện nay dao động 4.800 đồng đến 5.000 đồng một ký, tăng gấp 3,4 lần so với trước đây. Mặc dù giá củ sắn tăng cao, nhưng ngành chức năng huyện Hồng Ngự khuyến cáo người dân không nên ồ ạt trồng vì sẽ trở lại nguy cơ cung vượt cầu, được mùa mất giá, thua lỗ nặng như trước đây. Thưa quý vị và bà con, cùng với các địa phương trong tỉnh Gia Lai, khoai mì là một trong những loại cây trồng chính trong sản xuất vụ mùa của nông dân huyện Mang Giang.
Khác với mọi năm, ngay từ khi bước vào vụ sản xuất, nhiều hộ dân đã gặp không ít khó khăn, nhất là về thời tiết và giống mì. Những ngày qua, gia đình ông Lê Thành Lưu ở xã Con Thụp đang rất lo lắng về nguồn mì giống để chuẩn bị trồng trên diện tích 4 hectare của gia đình. Mặc dù gia đình đã chuẩn bị được ít mì giống, song chất lượng giống mì cũng không được tốt bởi đã bị nhiễm bệnh. Thời tiết mà thuận lợi là ở đây trồng trước đây phải 20 ngày đến 1 tháng. Nhưng mà do thời tiết năm nay là nó không có mưa cho nên là trồng chưa được. Nhưng mà hiện giờ là cái giống của cây mì này là nó mang tính chất là bám sinh của địa phương nó lâu năm, nhiều năm quá rồi. Cho nên bây giờ nó nhiễm bệnh này. Khan hiếm này thứ nhất, cái thứ hai nữa là nắng nhiều này. Dựng lên là hôm nó rải hết này. Nó hư hết này, giờ đi mua không có. Cũng phải tận dụng chứ giờ biết mua đâu. Ngàn cây hôm giờ cho ít nè. Để biết là trồng lên như thế nào đây. Được biết, năm 2018, do giá mì cao, dao động từ 2.000 đến 2.500 đồng một ký mì tươi, nên vụ mùa này, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Mang Giang, nhất là năm xã phía đông sông Ayun, có kế hoạch mở rộng diện tích đất trồng mì. Tuy nhiên, ngay khi bước vào sản xuất, nhiều hộ đã gặp không ít khó khăn. Bên cạnh thời tiết nắng nóng, mưa muộn hơn những năm trước, thì giống mì sau nhiều năm trồng đã bị già cỗi và nhiễm bệnh, khiến giống khan hiếm, giá cao. Trước tình trạng nguồn mì giống bị nhiễm bệnh và khan hiếm như hiện nay, người trồng mì cần hết sức cẩn trọng khi xuống giống để tránh bị thiệt đơn, thiệt kép về kinh tế. Cùng với đó, ngành chức năng, chính quyền địa phương cơ sở cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn giống mì, qua đó góp phần hạn chế những rủi ro về kinh tế cho nông dân cũng như nền nông nghiệp của địa phương, nhất là sự lây lan khó kiểm soát của những diện tích mì bị nhiễm bệnh như đã từng xảy ra ở nhiều địa phương khác. Theo như Khánh Tường thì cỏ dại có tác hại như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp? Tất nhiên cỏ dại là thực vật gây hại, làm giảm năng suất và phẩm chất của cây trồng. Vì cỏ dại cạnh tranh với cây trồng về dinh dưỡng, về ánh sáng và cả hút nước làm cho cây trồng không đủ điều kiện sinh sống, nên sinh trưởng và phát triển kém. Chính xác, chính vì vậy mà nhiều nhà vườn sẽ tìm đủ mọi cách, kể cả sử dụng thuốc bảo vệ thực vật độc hại để tiêu diệt hết cỏ dại. Nhưng Khánh Tường và cả quý vị có khi nào nghĩ đến có một mô hình sản xuất mà ở đó nhiều nhà vườn đang làm ngược lại, đó là giữ cỏ trong vườn để tiết kiệm chi phí và hướng tới canh tác bền vững. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cách làm lạ lùng này quý vị nhé. Đây là gần 5 hectare mít vừa mới được trồng của anh Đồng Tấn Nguyên ở xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Dưới các gốc mít là cỏ mọc tự nhiên, chẳng những chủ vườn không cắt, không xịt thuốc, mà còn dự định sẽ trồng thêm cỏ, rau trai xung quanh những gốc cây còn trống. Tìm hiểu, học qua người làm chi trước, thì để cỏ thì nó cây nó phát hơn chỗ mô mà nó không trồng cỏ. Còn đây là khu vườn bưởi của ông Trần Văn Tơ. Hai năm nay, cỏ luôn được giữ ở trong vườn. Khi cỏ lên cao, ông Tơ sẽ cắt bớt ngọn và để lại tại chỗ. Lâu ngày, cỏ oai mục, trở thành phân hữu cơ. Cách làm này đã giúp chủ vườn tiết kiệm nhiều kinh phí. Cỏ này thấy nó không mất gì đâu. Nó phải trả lại cái phần vô cho mình thôi. Tại từ chỗ đó mình làm vậy, một nó hợp vô cái đất mình, nó không bị suy thoái. Là mình gãy phần này còn đất thu xếp. Còn mình khi mình cắt nó nằm đó cũng trả lại cho mình thôi. Không mất gì hết. Thực chất việc cỏ mọc trong vườn cây ăn trái là chuyện bình thường của nhiều năm trước, nhưng sau này vì cho rằng cỏ dại sẽ cạnh tranh ánh sáng và dinh dưỡng với cây trồng nên nhà vườn đã diệt cỏ bằng đủ mọi cách. Đáng ngại nhất là việc sử dụng quá mức thuốc diệt cỏ gây hại lớn đến môi trường và chất lượng nông sản. Đáng mừng là hiện nay, suy nghĩ ấy đã thay đổi. Nhà vườn thay vì diệt cỏ thì giờ đã giữ cỏ. Hạn chế được cái tưới trong cái mùa nắng, đồng thời trong cái mùa mưa thì sẽ là chống cái xói mòn, làm hư đi cái bộ rễ của đất, tạo điều kiện cho cái vi khuẩn xâm nhập, nó gây bệnh cho cây trồng. Đồng thời cỏ đó thì nó cũng là một cái chất hữu cơ rất quan trọng, nó trả lại cho cái đất, giúp cho đất nó được tơi xốp hơn và làm cho cái hệ sinh thái của cái vườn cây chúng ta được cái bền vững, thu hút thiên địch lại, chúng ta sẽ hạn chế được cái phun xịt thuốc cho cái vườn cây. Giữ cỏ và sử dụng cỏ hợp lý nhằm cân bằng sinh thái trong vườn, cách làm này của nhà vườn Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp được xem là hướng đến sự an toàn, bền vững, một xu thế của nền nông nghiệp mới của thế giới hiện nay. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục Con số hôm nay. 100%, đây là số lô hàng nông sản của Việt Nam sẽ bị kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật khi muốn vào thị trường Nhật Bản.
Theo đó, 4 tháng đầu năm, cơ quan chức năng của Nhật đã kiểm tra và phát hiện nhiều lô nông sản của Việt Nam xuất khẩu nhiễm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt giới hạn cho phép. Với vi phạm trên, Nhật dự kiến áp lệnh kiểm tra 100% đối với sản phẩm của các công ty vi phạm và tăng cường kiểm tra chung với các mặt hàng cùng chủng loại từ Việt Nam. Cụ thể, rau ngò tàu, mùi tàu tươi sẽ bị kiểm tra 100% các chỉ tiêu chlorpyrifos, cybermethrin, propanolphos, hexaconazole. Các mặt hàng rau ngót tươi, trà chưa lên men, nấm Fucurotec, quả thanh long tươi bị kiểm tra 30% một số chỉ tiêu thuốc bảo vệ thực vật. Cục Bảo vệ thực vật yêu cầu các nhà xuất khẩu Việt Nam phải tìm hiểu và tuân thủ đúng quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm của Nhật, tránh gây thiệt hại về kinh tế và uy tín xuất khẩu của nông sản Việt Nam. Nhật Bản là thị trường lớn thứ tư của rau quả xuất khẩu Việt Nam sau Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, chiếm gần 3% thị phần, tương đương khoảng 114 triệu USD vào năm 2018. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh hoạt động sản xuất đáng quan tâm của bà con nông dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và quý bà con thân mến, trong chương trình ngày hôm qua, chúng tôi có phản ánh câu chuyện tăng cường phối hợp, đẩy mạnh thu gom rác thải, nhất là các loại rác thải khó phân hủy như chai, bao, gói thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng. Tiếp nối câu chuyện này trong chuyên mục Chuyện Nhà Nông ngày hôm nay, phóng viên chương trình đã trao đổi với Thạc sĩ Lại Thế Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Lâm Đồng về vấn đề này. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Thưa bà con nông dân, bảo vệ môi trường là một trong những tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới hiện nay. Ngành nông nghiệp đã tham gia thực hiện tiêu chí này như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phần trao đổi ngay sau đây. Thưa ông, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã có những giải pháp gì để cùng bà con nông dân chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả? Chúng tôi cũng đã cùng với các cái địa phương là thứ nhất là tập huấn cho bà con về ý nghĩa và cái mục đích và cái giải pháp để chúng ta phải thực hiện cái việc bảo vệ môi trường để giúp cho cái việc mà canh tác bền vững cũng như cái đời sống và kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển theo cái xây dựng nông thôn mới. Thì trong đó thì đối với lĩnh vực bảo vệ thực vật thì tập trung vào việc là thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Sở Tài nguyên Môi trường và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là phối kết hợp cùng với các cái địa phương để tổ chức thực hiện. Thì nhiệm vụ của chúng tôi chi cục thì sẽ thực hiện cái việc mà thông tin tuyên truyền cũng như là cùng với cái dự án của 22 tỉnh phía Nam mà tổ chức cái việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên là cái nguồn kinh phí cũng như là các cái hỗ trợ để cho cái thực hiện cái chương trình này theo 22 tỉnh phía Nam và còn ít, vì các cái doanh nghiệp mà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật thì tham gia với đóng góp là chưa được nhiều. Cái thứ hai nữa là cái nguồn ngân sách của tỉnh chúng ta cũng chưa có nhiều để mà xây dựng các cái bể chứa thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Do vậy trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ huy động các cái nguồn lực từ các cái doanh nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật để mà hỗ trợ cho địa phương trong việc tập huấn, trong việc xây dựng các cái bể thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật. Thì toàn tỉnh hiện nay thì chỉ có 2 huyện là đã có cái kho lưu chứa là huyện Đạ Tẻ và huyện Đạ Oai. Thế còn một số các huyện thành phố khác thì chúng ta chưa có kho lưu chứa. Thì như vậy thì trong thời gian sắp tới cũng đặt ra vấn đề cho Ủy ban nhân dân các huyện là tổ chức cái kho lưu chứa để từ các cái bể đó chúng ta sẽ tập trung về để mà đem đi tiêu hủy. Ngành nông nghiệp thì đã có cách phối hợp với các đơn vị có liên quan để có thể cùng với bà con nông dân duy trì cái việc bảo vệ môi trường một cách bền vững và là dài lâu ạ. Việc bảo vệ môi trường trong cái sản xuất nông nghiệp thì không chỉ là về phía cơ quan quản lý nhà nước mà còn cái sự chung tay của nhiều cái đối tác. Trước hết là người nông dân là cái chủ thể mà chúng ta sử dụng bao gói thuốc bảo vệ thực vật thì phải có ý thức. Như vậy thì trong cái việc xây dựng nông thôn mới thì chúng tôi cũng phải cùng với các ban ngành làm sao tập huấn, hướng dẫn cho bà con để nâng cao được cái nhận thức. Đây là cái vấn đề mấu chốt để chúng ta duy trì cái việc thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật một cách thường xuyên cũng như là các cái rác thải nông nghiệp khác. Cái thứ hai nữa là phải có được các cái bể chứa, các cái kho lưu chứa thuốc bảo vệ thực vật, thì cái đây là nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố, chúng ta phải thực hiện cái nội dung này. Cái thứ ba nữa là xây dựng các bể chứa, thì như vậy thì Sở Tài nguyên Môi trường cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng như các cái doanh nghiệp sản xuất thuốc thì đã có cam kết để làm sao là chúng ta từng bước mà hàng năm là chúng ta có thể tổ chức các cái bể chứa này. Cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ạ.
Quý bà con thân mến, qua trao đổi vừa rồi, hy vọng quý vị đã có thêm thông tin trong việc hạn chế rác thải nông nghiệp hiện nay nhằm đảm bảo mục tiêu sản xuất nông nghiệp, hiệu quả kinh tế khả quan và môi trường canh tác bền vững. Thưa quý bà con, nội dung trên cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829 930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.